Ok, và hello các bạn cho mình quay lại kênh Hello của mình. Hôm nay mình sẽ là streamer mình chơi trò Alien Terminator Deluxe. Đây nó sẽ chơi cái trò là tiêu diệt ngoài hành tinh. Như vậy sau cái option chút xíu nhé. À, đây là Steer left, steer right, là rẽ trái, rẽ phải đó. À, và up down là tới, rồi fire là bắn. Bên đây thì là lúc đạn, super weapon là siêu vũ khí, red weapon là vũ khí huyết chuyết làm sao. Ok, cũng nhiều lắm xong game ấy. Tình huống chúng ta là bị tấn công bởi cái hành tinh nổ ra vision hay gì tấn công là tiêu dung xếp xong alien generation. Chứ những cái từ anh mà định tạo trường chưa biết nữa, thì chính phủ của trái đất quyết định để mở ra một cái chiến tranh của kẻ thù mình chút nào cũng không biết dịch khổ lắm gặp cái biển cơ chúng mình sẽ chơi trước. Mission Zero New. Oh, đi đâu? Xe tải. Oh, chỗ này. Okay. The fuck? No. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mission One Mars. Điều khiển xe khó vãi. Rồi. Rồi. Đánh luôn. Đánh luôn. Đây. Đánh hết luôn. Mission 2 Mars. Sao vẫn là trên sao hỏa vậy đây? Yeah.
chi.
Mission 3 Jupiter. Jupiter là ở đâu ta? Kẹt luôn rồi. Ôi, xe mình bay lên chỗ này. Xe bay lên chỗ sẵn rồi. Hơi bị ngáo. Tổng 10 nhá.
Thằng này mất luôn rồi. Sao nó mất chơi luôn. Tôi xem chỉ này được không? Nhưng mà tôi xem vãi. Giờ thêm một cái xanh rồi. Bớt luôn rồi, anh ấy bớt luôn rồi. Tôi chở bớt luôn không? Thôi ra. Thử ghê. Thử cho nó bớt mấy lần là được. Đó. Nó có vẻ nó dừng lại rồi. Cái này rồi. Mission failed. Và... muốn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này, nếu bạn thích thì vui lòng để ấn subscribe, ấn like video này nhá. Rồi xin chào các bạn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn, chúc bạn ngày tốt lành nhá.